Rồi. Năm chào mừng các bạn đến với kênh Ẩm thực sạch và cuộc sống. Đây là kênh sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như đời sống văn hóa xã hội của cộng đồng người Việt chúng ta. Hôm nay khoảng đầu tháng 5 âm lịch thì miền Tây đang vào mùa núm mới. Sẵn dịp này tôi xin hướng dẫn các bạn, xin giới thiệu các bạn một trong những cái món ăn hết sức nổi tiếng và có thể nói là món đặc sản của xứ Dừa Bến Tre, đó là nấm mối xào với lá cách và nước cốt dừa. Thì nguyên liệu đầu vào thì đương nhiên là chúng ta phải có lá cách. Thì lá cách thì chúng ta lựa những cái đọt lá cách non là chúng ta hái, thì cái số lượng khoảng chừng một rổ nhỏ. Thì các bạn đang xem chúng tôi hái những đọt lá cách non mượt tại vườn nha. Thì lá cách các bạn biết, ngoài loại rau nó còn là một loại có vị thuốc, nó thanh lọc cơ thể và mát gan rất là tốt, nó cực kỳ tốt cho gan. Thì các bạn biết ở miền Tây thì lá cách rất là phổ biến, hầu như nhà nào cũng có trồng một vài cái lá cách để làm rau ăn, nó có thể là một loại rau sạch cực kỳ. Ngoài lá cách thì chúng ta cần thêm khoảng chừng 3 đến 1 tép sả. Thì chúng ta, các bạn đang xem tôi hái nhổ sả, chúng tôi trồng tại vườn nha. Thì sau khi nhổ sả là chúng ta bỏ lá, chúng ta lấy chừng 3 đến 4 tép, 4 tép, tép sả thôi. Thì ngoài tiếp theo là cái nguyên liệu tiếp theo đương nhiên là nấm mối. Thì các bạn biết nấm mối thì số lượng khoảng chừng nửa ký. Thì tiếp theo là dừa, thì dừa khô chúng ta khoảng một trái dừa khô chúng ta nạo ra, chúng ta dắt nước cốt dừa ra. Thì các bạn nhớ là cái khi chúng bạn dắt nước cốt dừa thì chúng ta chuẩn bị chừng hai cái tô, một tô nước cốt dừa và một tô nước chảo. Thì sau khi rửa sạch lá cách và sả thì các bạn sắc sả ra, nhuyễn ra, và sắc xong thì chúng ta bấm nhuyễn ra. Lá cách thì cũng vậy, chúng ta sắc, chúng ta gom lại rồi chúng ta sắc ra. Nhớ luôn lưu ý đừng sắc nhuyễn quá, nó khi xào nó bị nát, nó không ngon. Sau xả các bạn chắc nhiên chắc bầm nhuyễn ra, các bạn phi xả lên cho thơm. Thơm thì bỏ nấm. Nhớ là các bạn phi xả đừng phi tỏi, phi tỏi nó có thể bị hôi, nó không có thơm. Thì nấm mối thì như tôi nói nó khoảng số lượng khoảng chừng nửa ký. Thì cái nấm mối này chúng tôi đã xào đêm hôm trước, thì giờ chúng tôi chỉ có việc hâm lại thôi. Thì chúng ta thêm gia vị đều vào, thì tùy theo khẩu vị của từng gia đình, từng vùng miền mà chúng ta có thể thêm đường, muối, nước mắm, bột ngọt cho nó phù hợp với khẩu vị của từng nơi. Thì ở Bến Tre, thì ở miền Tây nói chung thì người ta có xu hướng ăn ngọt hơn những cái vùng miền khác. Thì ở đây chúng tôi sử dụng đường nó hơi nhiều một tí, và đặc biệt cái món nấm xào lá cách nước cốt dừa này chúng ta phải làm cho hơi ngọt một tí nó mới ngon. Nếu mà nó làm lạc quá hoặc là thiếu đường thì nó không ngon, bạn nên lưu ý.
Nước dạo vậy? Dạo kêu vào. Dạ, bỏ vào là sau khi xào nấm cho nó đều lên thì các bạn chế nước cốt dừa vào. Các bạn nên nhớ chế nước dạo trước và nước cốt dừa sau. Nước chín sau. Nước có phải không? Các bạn đó, nước có các bạn chế sau vô. Sau lên để nó cách rồi nhé. Và các bạn đợi nước cốt dừa về nó sôi lên. Nó sôi lên nó quay đều lên. Cho chắc cũng phút chứ, đúng không? Ừ. Rồi sau đó các bạn bỏ lá cách vào. Thì các bạn nên nhớ là khi các bạn đừng có nấu xào lá cách chín quá nó không ngon, nó bị đen. Các bạn xào dừa sơ qua là các bạn thấy là các bạn có thể nhặt xuống được. Thì các bạn đang xem cái clip mà chúng tôi hướng dẫn cách làm lá cách xào nước cốt dừa, một trong những món đặc sản trứ danh của xứ dừa Bến Tre. Thì các bạn thấy là hiện tại nó cũng sắp chín, thì nhìn trông là rất là hấp dẫn. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích, các bạn có thể đăng ký kênh cho tôi một like để động viên tinh thần người làm chương trình, nhằm ngày có những cái clip hay, độc hơn, độc tháo hơn để phục vụ cho cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn.